Trời ơi, con xin lỗi ba mẹ. Chưa làm được gì cho đời mà bây giờ phải đi sinh tồn trên cái đảo hoang này. Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao đây? Rồi tương lai của mình sẽ ra sao đây? Sự nghiệp sẽ ra sao đây? Trời. À, vậy. Vậy. Trời, tỉnh ra là ông dụ tôi vào đây sinh tồn á, sao khóc từ trên xuống dưới vậy? Trời, xuống khóc lại được. Thì mình phải diễn một chút xíu chứ. Trời, cái bà này không biết gì chơi. Mình phải diễn chút xíu để cho khán giả, các bạn coi người ta còn thương mình nữa chứ. Mình vô đây mình sinh tồn bình thường thì ai coi? Ngày già liệt tình luôn á. Ok, và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình current day và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Midi World của mình. Woo! Trời, cái gì vậy? Tuyệt luôn. Ok các bạn ơi, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe, và các bạn cũng đừng quên like và cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và như thường lệ là nếu mà bạn nào mà chưa ấn nút đăng ký thì các bạn hãy ấn nút đăng ký ngay bây giờ để có thể giúp mình lên 1 triệu subscriber càng ngày càng nhanh nha mọi người ơi. Woo! Ok các bạn, thì ngày hôm nay trong giữa đại dịch thì không biết là các bạn nào mà nghỉ ở nhà chắc chán dữ lắm đâu đúng không á? Thì thực ra là giữa cái đại dịch tâm dịch như thế này, dịch bệnh càng ngày càng gọi là phát triển mạnh hơn, thì nếu mà bạn nào ở nhà thì các bạn đừng quên gọi là ăn uống sạch sẽ, rửa tay thường xuyên để tránh dịch bệnh nha mọi người ơi. Thì ngày hôm nay giữa tâm dịch như thế này, mình đã rủ Simi vô gọi là một cái map rất là hay luôn. Đây chính là map sinh tồn trên những hành tinh. À, nhưng mà thật ra thì mình thấy nó cũng không giống hành tinh lắm mọi người à. À đúng rồi, thật ra đây là map sinh tồn trên những cục đá. Nhưng mà cái tiêu đề map nó ghi là sinh tồn trên giữa hành tinh thì mình đặt tiêu đề là trên giữa hành tinh thôi chứ mình biết sao giờ đúng không? Ok, thì bây giờ á, việc đầu tiên của chúng ta khi mà vô cái hành tinh này là chúng ta phải gọi là lấy gỗ mọi người à. Hiện tại là mình với lại Simi đang được spam ở một cái chỗ gọi là bên dưới toàn là gỗ không luôn nè. Nhưng mà ok, trước tiên thì để xem trong đây có cái gì coi. Bên trong đây chúng ta sẽ có một cái gì? Mút gon là gì Sim? Mút gon là cái gì? Cái đầu tiên nè. Cái đầu tiên nó nấm đó má. Nấm cái này là nấm nè. Chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 5 cái mầm cây, và chúng ta sẽ có đất nè. Có ủa cái cổng này là cổng địa ngục mà đúng không? Cổng này là cổng teleport vô địa ngục nè. Và chúng ta sẽ có hai cái pháo, pháo này là pháo trời thời tiết, và pháo này là pháo zombie. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có một vài show nước và hai cái pháo ở đây. Ok, mình bỏ hai cái pháo vô đây. Ê, nhưng mà tính ra sống có đồ ăn vậy ta? Nếu mà không có đồ ăn thì làm sao tụi mình sinh tồn được đây? Không biết, chắc là sẽ có mấy cái hành tinh khác sẽ có đồ ăn á, hành tinh trái đất không có nên ok, hiện tại là coi như là bây giờ mình đang tưởng tượng như mình đang ở hành tinh trái đất đi mọi người. Bây giờ ta sẽ biết cái nào là mặt trăng không, chứ tôi thấy cái nào nó cũng như cái nào luôn á. Ê, để mình đoán cái nào là mặt trăng nha mọi người. Cái tiêu đề của cái báo này là sinh tồn trên những hòn đảo. Thì ok, đầu tiên á là mình đang ở trên một cái hòn đảo nó xanh trong lành như thế này thì mình nghĩ đây là trái đất nè. Còn cái màu cam kia là cái màu cam ở bên đây thì mình nghĩ là sao hỏa nè. Còn mặt trăng là ở đâu ta? Ở đây như sao nhiều cái màu xám á, mình không biết mặt trăng ở đâu luôn á. Ok. Ê, Sim. Nhưng mà cái biết cái màu vàng ở đằng kia á, Sim biết là gì không? Chắc chắn sẽ là mặt trời. Đúng rồi, quá trời, Simi thông minh quá vậy. Tưởng đâu Simi núp lắm. Trời, tao nói mấy cái này tao cũng biết chứ bộ. Ê, mà tôi thấy có một cái đảo hồng hồng gì của ta quá à. Ủa, cái đảo hồng hồng này là đảo gì vậy mọi người? Các bạn hồi xưa giờ các bạn đi học, các bạn có bao giờ biết đảo màu hồng là màu gì không? Ê, nhưng mà bây giờ nếu mà theo thông tin mà cây được biết á, là gần trái đất của chúng ta sẽ có 8 những cái hành tinh khác nhau. Nhưng mà thực sự là mình chỉ biết gọi là mặt trăng, sao hỏa, mặt trời thôi mọi người à. Cho này. Thank you, thank you. Okay, mình có được cái nhiệm vụ của tụi mình sẽ sinh tồn mà qua các đảo khác mà các bạn ơi, chứ không thể ở trái đất mãi đâu. Đấy. Đúng rồi, làm sao mà chúng ta có thể ở trái đất được? Ui. Nhiều cỏ quá. Okay, nhưng một điều mà hình như cây. Xin lỗi. Một điều mà cây có thể biết được là Sim có thể gọi là lấy táo từ trong những cái lá cây này. Nhưng mà hình như mình nghi thôi nha, mình nghi một điều là lá cây nó rơi, mấy cái quả táo hay là mấy cái mầm cây nó rơi xuống kia hết trơn rồi mọi người ơi. Hơi thiệt tình. Ok, mầm cây nè, chúng ta có mầm cây nè. Mình sẽ dẹp hết mấy cái lá ở đây để cho nó dễ nhìn nha. Đó. Lá nó xum xe quá. Ồ, bên dưới mình là có một cái gì nè mọi người. Bên dưới mình là có một cái đảo nè, mình sẽ nhảy xuống đây coi. Cái đảo này của chúng ta thì tí nữa mình sẽ gọi là đi qua đây mình mai được nè. Ok, mình sẽ grab đồ, mình sẽ grab đồ để bắt đường qua đây trước đã. Sim sẽ đi qua cái đảo đất này thử coi nó có gì không. Ok, đi qua cái đảo này rồi. Ok, mình đã bắt đường qua được một đảo rồi nha mọi người. Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play. Hoặc anh cũng có thể bấm vào nút Official ATK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống. Cài đặt, chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản.
rồi. Bây giờ là chúng ta đã qua được một đảo rồi. What? Cái này chỉ là tầng đất thôi hả? Thấy chắc tụi mình phải trồng cây cho cái đảo này rồi. Cái đảo bên phía bên kia là cái đảo đó, mình nghĩ là cái đảo để chúng ta sẽ gọi là chằm chọt được cái thứ á. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là lấy stick để mình chế tạo ra cây cúp nha mọi người. Mình sẽ qua kia. Bây giờ nhiệm vụ của Sim là qua bên đó lấy đá, lấy đất, còn cây thì sẽ đi lấy đá. Trừng trừng. Nhiệm vụ tôi qua đây để trồng cây. Ờ, chết cha. Lấy đất làm gì vậy? Chết cha. Mình còn có 20 máu mọi người ơi, nhảy lên nhảy xuống, nãy giờ tôi còn có 20 máu rồi, thiệt tình luôn á. Ok. Ok, và nếu mà bạn nào mà muốn chơi con map này á thì các bạn hãy gọi là giúp video này của mình được 3000 like thì mình sẽ gọi là để cái UAD map này bên dưới cho các bạn có thể vô chơi nha. Nhưng mà mình hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có những con map chất lượng hơn. Còn cái con map này như kiểu map demo các bạn, map này như kiểu phiên bản demo chứ chưa có thật sự gọi là sinh tồn trên những hành tinh đâu. Ok, được rồi. Ok. Cái đầu đá cho coi chế tạo xin dùng cái sẻng đi nha. Cái sẻng hả? Ờ. Ok luôn, thích thì chế, còn không thích thì chế. Thôi, tôi okay. Xuống đây rồi. Ok, bên dưới đây có thang nè. Ok, từ từ mình coi, tụi mình có thể bắt nối được. Ồ, chúng ta có thể nối được qua cái đảo đá khác nữa. Okay. Bên dưới đây là chúng ta sẽ có thang nè, nhưng mà không biết là bên dưới đây có kim cương hay sắt gì không. Nhưng mà mình nghĩ là sắt thì hên xui, còn kim cương thì chúng ta sẽ qua cái chỗ khác ấy. Bắt đường qua được mấy cái đảo kia kìa. Oh my god, 3 giờ chiều rồi. Trời ơi, bây giờ là 3 giờ chiều rồi mấy anh em à. Thiệt tình luôn quá. 3 giờ chiều. Cái đảo đá khác. 3 giờ chiều rồi mà giờ chúng ta vẫn chưa làm được cái Cái kim nè. Đâu. Wow. Kim cương nè mọi người ơi. Wow. Tính ra vừa mới vô mà có kim cương rồi. Mà chúng ta phải cần kiếm một cái đảo có sắt thì chúng ta mới đào được. Đúng rồi, để cho kim cương mà nó không cho sắt mọi người à. Thấy vô duyên dễ sợ không? Vô duyên thật sự. Mỗi đảo nó có một cái gì ta, một cái gọi là tài nguyên. Tài nguyên riêng các bạn ơi. Cái đảo mà mình vừa mới tới này á là tài nguyên của nó là than, mình nghĩ là than. Tức là đảo than á. Coi bộ là cái map này cũng ra gì phết đó nha. Ok, mình sẽ đi lên và sau đó mình sẽ chế tạo. Một điều mà mình cảm giác không thích ở trong cái map này nó chính là cái việc mà không để đồ ăn các bạn à. Trời ơi, không có đồ ăn thì làm sao mà ăn đây. Với lại là nếu mà khi mà nhìn xung quanh á thì mình cũng không thấy là xung quanh chúng ta có một cái đảo nào mà có sự sống hết. Ví dụ như là cừu, gà, bò rồi đó mọi người. Ok, mình sẽ cất đồ vô đây đi. Cất đồ vô đây. Mình sẽ trồng cây ra rừng các bạn ạ. Giờ không có hết trơn luôn á. Okay, và trước tiên thì mình sẽ gọi là cố gắng lấy thật là nhiều đất đi. Ủa đất đâu rồi Sim? Đất xin giữ người rồi. À ok. Ê cho cây một xíu đi, cho cây một xíu đất đi. Cây đi, cây đi qua kia, cây bắt lóc qua kia cho. Trời ơi đừng có dễ mà cuộc dành luôn. Ok, mình sẽ có đất. Ok, đất nè. Đất nè, ok. Mình sẽ sử dụng đất này để gọi là đi qua những cái hành tinh khác nha mọi người. Hành tinh màu hồng ở đằng kia là gì vậy ta? Hình như hành tinh màu hồng đó, hình như cũng là hành tinh gỗ hay sao á. Ok, mình sẽ đi lên cái hành tinh này đi. Chắc là gỗ. Ok, đi lên hành tinh này. Hành tinh này là nó gần nè. Ui. Ta có kim cương. Chúng ta không có. Ôi, trời xém té mấy má ơi. Tôi cực kỳ ghét gọi là bắt lóc luôn. Ui. Mình cực kỳ ghét bắt lóc trong mini world luôn mọi người à. Tại vì khi mà mình bắt lóc á thì nó lâu lâu nó sẽ bị lỗi ấy, và nó khiến mình văng ra ngoài luôn, không hiểu nổi luôn. Bạn nào nếu mà bạn nào mà giống mình thì để lại số 1 bên dưới nha. Sim ơi, bên đây là đảo vàng nè Sim. Đảo vàng mà không có sắt thì cũng như không mà. Tính ra là mình cần phải đi kiếm cái sắt trước đã mọi người. Sắt. Chúng ta phải đi có sắt, mình có sắt thì mình mới có thể lấy vàng, mà mình lấy vàng thì mình mới có thể à đâu, tính ra sắt cũng lấy được kim cương mà. Thì đấy. Không hiểu hả? Vấn đề chúng ta cần sắt, we need iron, ok. Thôi, cái nghĩ là bây giờ tụi mình gọi là kiểu. Đây là thang, nhầm xin lỗi. Simi có vấn đề về nhận thức mọi người à? Không, lũ quá. Ok, bây giờ mình nghĩ á, Sim bây giờ cái nghĩ là tụi mình lấy thật là nhiều đất hay đá để tụi mình bắt đường qua bên những cái đảo khác đi rồi chúng ta gọi là mình có thể làm việc được. Ô, cái cây đây lên rồi mọi người. Ok. Ui. Ok. Mọc nhanh thế, đừng okay. Đừng có chặt. Tôi có chặt đâu, trời. Ok, bây giờ là mình sẽ gọi là tập trung đi lấy đất nha mọi người. Để mình có thể đủ đất còn để mình đi. Còn một cái đảo đá nữa, chắc chắn nó sẽ là sắt. Chắc chắn luôn, thề anh dự luôn. Nếu nó không phải là sắt tôi nghĩ cho em. Thế. Kệ. Nghĩ cho em luôn. Nói là làm, việc đan nó là làm. Rồi, okay. Có thể cục đỏ bên này không? Cục đỏ mà xuống địa ngục á, thấy không? À, cục đỏ để xuống địa ngục nè mọi người. Cái cục đấy nó đào rất là khó luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là bắt đường qua đây. Bây giờ Sim gọi là bắt đường qua mấy chỗ khác đi. Cây sẽ bắt đường qua những cái chỗ gần ở ngay đây. Ui. Ok. Chúng ta sẽ sinh tồn với những
hành tinh xa lạ ở trong thế giới mini world này. Nếu mà bạn nào mà các bạn làm mát mà có xem được video của mình á thì mình có một cái góp ý là sau này chúng ta nên là gọi là update thêm những cái gọi là kiểu như là cái gì ta? Trời ơi, cho động tác à. Bạn nên update thêm những gọi là kiểu như những cái đảo mà có sự sống nè. Wow, Kai lại tìm thêm được một cái đảo gọi là có kim cương nhưng mà có cái gì tím tím nữa nè. Cái tím tím này là gì vậy ta? Ủa, cái block tím tím này là gì nha? Bạn nào mà biết thì đừng quên đây là số 1 bên dưới cho mình biết nha. Trời ơi, mình chơi gần 1 năm mà mình không học thuộc mấy cái block. Mình chơi mini world gần 2 năm luôn mọi người à, nhưng mà tôi vẫn chưa thuộc được những cái block này nó tên gì. Ok, ok, đi xuống. Ôi trời, đau quá. Ôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là bắt block qua đảo nào nữa đây? Mình nên bắt block qua đảo nào nữa đây Sim ơi? Toàn than không à? Sao toàn than không vậy ta? Sao toàn than không à mọi người ơi, chả hiểu luôn. Ok, mình sẽ bắt block qua cái đảo xa xa. À, cây! Sao đó kìa? Rồi xong hết đầu luôn rồi. Ủa mới luôn á hả? Cây! Ok mọi người ơi, thì ngày hôm nay, nguyên buổi chiều ngày hôm nay tôi với lại Simmy đã dành ra thời gian để gọi là khám phá cái con map này rồi. Và kết luận lại của mình thì map này của chúng ta chơi gọi là chơi để giải trí đó mọi người à. Nếu mà để chơi gọi là chuyên sâu mà chơi để tìm này tìm kia rồi sinh tồn xây đảo được cái thứ thì mình nghĩ là map này không phù hợp. Và nếu mà bạn làm map á, có xem video này của mình á thì các bạn hãy gọi là nhớ update thêm nhiều điều thú vị nha. Ví dụ như là đảo có những cái gọi là đảo sinh sống nè, đảo cù, đảo biết được cái thứ để chúng ta có thể kéo dài cái cuộc chơi này hơn. Chứ hồi nãy giờ mình chơi thì chủ yếu là chúng ta chỉ đào thôi mọi người à. Chứ mình chả biết làm gì hết trơn luôn á. Ok, và cảm ơn mọi người đã xem video này. Và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên là cho channel của mình một nút like, share và nút subscribe. Và các bạn đừng quên like vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye. Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play. Hoặc anh cũng có thể bấm vào nút Official ATK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt, chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi.